Hello mọi bạn, xin chào tất cả bạn ha. Thì trên tay mình đang là một chiếc iPhone 12 Pro ha. Trên tay là một chiếc nha, dưới bàn một chiếc nữa nha. Thì ở đây là hai cái lò hàng mà bên mình vừa về. Thì cái này là máy trần ha. Máy mới chưa ạc ti trần. Thì bây giờ mình sẽ ạc ti ghép sim cho các bạn ha. Còn cái này là máy full box. Mới full box, chưa khui hộp khui siêu luôn nha. Mua thì mình qua mình khui thôi. Rồi, thì bên mình thì cũng có kinh doanh phone lock từ xưa tới giờ rồi, các bạn cũng biết rồi ha. Thì nhưng mà mình vẫn hay khuyên các bạn là iPhone 12 ra thì cứ từ từ hẳn mua. Hiện tại cũng vậy thôi, những bạn nào mà thích bọc bạch thì hãy mua. Bởi vì sao ha, bởi vì các bạn xem này, hiện tại thì vẫn đang là fit cái kiểu thủ công nha các bạn. Vẫn fit theo qua nhà mạng, cái nhà mạng của máy. Ví dụ máy này máy AT&T sẽ phải fit qua thành là AT&T, phải AT&T ha. Còn cái này Spring thì phải phay Spring ha. Rồi, thì cái thủ công này thì nó như năm ngoái thôi các bạn. Năm ngoái các bạn dùng thì tới tháng 2 năm ngoái, đầu tháng 3 năm nay thì mới bắt đầu có ICCD. Còn trước đó thì vẫn dùng sử dụng vậy thôi. Nhưng mà năm nay rõ ràng nó vẫn ổn định hơn năm ngoái ha. Năm ngoái phải fix rất là nhiều thì mới có thể sử dụng được gọi là chia sẻ wifi, iMessage, FaceTime. Còn cái năm nay thì mình cũng không cần làm gì hết, mình cũng làm như năm ngoái thôi, nhưng mà chỉ cần một hai thao tác thôi thì nó cũng đã có chia sẻ wifi vô 4G, iMessage, FaceTime, mọi thứ đều bình thường ha. Đây 4G này, nghe gọi thì đương nhiên là bắt được vẫn được rồi. Nhưng mà cái điều các bạn cần biết á, thì mình cũng nói ở những video trước rồi. Mình nói video những video trước thì không biết người dùng hay là các cửa hàng khác vô dislike rất là nhiều. Bởi vì mình nói mình bán iPhone 12 mà mình lại nói không nên mua. Đây, để mình gọi cho các bạn xem ha. Đây, để mà test gọi thì đương nhiên là phải tắt nguồn rồi gọi thử để xem có mic cuộc gọi hay không ha. Ấn tắt màn hình thôi các bạn, chứ không phải tắt nguồn, nó lộn. Đó, vẫn bình thường ha, thì gọi đến gọi đi bình thường. Nhưng mà vẫn có một cái yêu cầu vẫn như năm ngoái thôi. Nếu mà bạn nào mà biết thì là không, chưa biết thì lát nữa mình sẽ nói lại những cái yêu cầu đã cần đó. Mình gọi qua mấy máy khác lại nè, các bạn nghe đồ chuông rồi ha. Thì mình sẽ nói luôn những cái yêu cầu cần để mà khi sử dụng cái máy lock này. Hiện tại là cần cũng giống năm ngoái thôi, đó là ở nơi và là sóng mạnh. Không phải ở nơi sóng mạnh, sóng yếu cũng được, một vạch, hai vạch cũng được, miễn như là không có sóng, miễn như là đừng có không có sóng là được ha. Rồi, ở đừng có nơi mà đi vào, ví dụ như là kiểu như là thang máy, tầng hầm, rồi làm việc ở những cái chỗ đó đó, thường xuyên á, thì nó sẽ gây, có thể bị giăng sóng ha. Rồi, cái thứ ba nữa để chú ý nữa là mình phải bắt buộc phải xài, có cái sim của mình phải đăng ký 4G, sim phôi 4G và phải đăng ký 4G. Không cần bật 4G cũng được, đương nhiên mình tắt 4G đi, mình vẫn nghe gọi bình thường. Để mình gọi cho các bạn xem. Chỉ cần cái sim mình đăng có đăng ký 4G thôi nha, không cần cái sim mình đó, không cần cái sim mình phải lúc nào cũng bật 4G đâu. Thì mình có đăng ký gói một năm 100 mấy trăm ngàn đó, là một tháng có mấy chục ngàn thôi, là mình xài vẫn vô tư rồi. Miễn là mình đăng ký cái gói đó là được ha. Mình đi với những, với lại mình đừng có ở những cái nơi mà không có 4G với lại sóng wifi là được. Lúc đó thì nó văng rồi lại bảo sao lại điện thoại cái iPhone lock hay văng ha. Bởi vì hiện tại chưa fit bằng ICCD được, thì nó sẽ trở về xài như là hơn một năm trước thôi. Thì nhờ một năm trước các bạn có những bất tiện gì thì bây giờ cũng sẽ gần như là như vậy. Nhưng mà cũng gần như là fit hết rồi, bởi vì xe wifi các bạn thấy là có rồi nè. Ở đây thì mượn sim của người ta nên là không có sử dụng. Đây, mình sẽ giấu số xíu đây. Thì có số của tôi thì các bạn hiểu rồi ha. Có số của tôi thì thường sẽ kết hợp được iMessage FaceTime thôi. Đó, cái này là mình chưa bật wifi, cũng chẳng có 4G để mà kích hoạt. Với lại sim này là sim mình mượn nên là mình không có kích hoạt iMessage FaceTime ha, tốn tiền người ta.
Rồi thì cái một cái khả năng dùng, cái khả năng dùng của máy này thì chỉ có nghe gọi lên mạng 3G 4G bình thường, chia sẻ wifi, mọi thứ đó đều ok hết, nhưng mà nó vẫn còn bị lỗi gọi là lỗi danh bạ ha, cộng 84. Ví dụ như là cái số của hotline của mình á, à, hiện tại là cộng 84 nè, thì nếu mà cái danh bạ của mình á thì phải bắt buộc phải cài Contact Pro để đổi qua hết đầu số cộng 84 thì mới có thể là xài tiếp, mới có thể xài là người ta gọi tới có thể là hiện tên á. Thì cái đó đơn giản thôi, khi mà mua máy thì bên mình cài sẵn cho các bạn cái đó, fix một phát là xong. Rồi còn nếu các bạn lưu danh bạ mới, ví dụ như là 0908 ấn số tầm 7 đi ha, các bạn ấn thêm số tạo liên hệ mới đi. Thì đây các bạn tạo. Ui.